Rộ tin diễn viên Hương Giang và Đình Tú chia tay vì người thứ ba. Cặp đôi diễn viên Hương Giang, Đình Tú là những cái tên nổi bật trong số các diễn viên trẻ của phim truyền hình phía Bắc. Cả hai diễn viên đã yêu nhau được khoảng 5 năm, được đánh giá xứng đôi vừa lứa và được người hâm mộ mong chờ cái kết đẹp. Tuy nhiên mới đây, Hương Giang và Đình Tú dính nghi vấn rạn nứt vì người thứ ba. Cụ thể, trong một chia sẻ trên mạng xã hội, Hương Giang đã khóc khi đọc bình luận của người hâm mộ về việc mối tình 5 năm tan vỡ. Động thái này của Hương Giang đã khiến nhiều người nghi ngờ rằng cô và Đình Tú đang gặp trục trặc trong chuyện tình cảm. Thậm chí, một số nghi vấn cho rằng người thứ ba chen vào chuyện tình của Hương Giang và Đình Tú không ai khác chính là diễn viên Huyền Lizzy, bạn diễn với Đình Tú trong phim Thương Ngày Nắng Về, bộ phim đang nổi đình đám hiện nay của VTV. Lý do dẫn đến nghi vấn này là bởi vì Đình Tú và Huyền Lizzy thời gian gần đây thường xuyên chia sẻ những hình ảnh chụp cùng nhau trông rất tình tứ. Cả hai cũng có màn kết hợp vô cùng ăn ý trong phim, khiến nhiều người lầm tưởng cặp đôi phim giả tình thật. Liên quan đến ồn ào này, Hương Giang đã chính thức lên tiếng, làm rõ về mối quan hệ của cả ba người. Theo đó, Hương Giang cho biết tin đồn nói trên là một tin đồn không có căn cứ, là một tin đồn bịa đặt. Mối quan hệ của cả ba người, Hương Giang, Đình Tú và Huyền Lizzy vẫn đang rất bình thường. Hương Giang cũng mong mọi người chỉ đón nhận sản phẩm nghệ thuật, chứ không đi quá sâu vào đời tư, làm ảnh hưởng tới tình cảm chung. Đặc biệt trong đoạn clip đính chính của Hương Giang còn có sự xuất hiện của Đình Tú. Anh hài hước hỏi, rốt cuộc ai là người đưa ra tin đồn này? Sau đó Hương Giang đã lắc đầu và trả lời rằng cô không biết. Động thái này của Hương Giang khiến người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm khi biết chuyện tình của cô cùng Đình Tú vẫn êm đẹp. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi điểm tin trong ngày của Hóng Showbiz. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh Hóng để cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sau.